Đan Quýt tên thật là Đặng Anh Quýt, được xem là runner phong trào hàng đầu Việt Nam. Quýt đều đặn thi đấu ở hầu hết các giải marathon lớn trong nước suốt 3 năm qua và là đối trọng cạnh tranh thứ hạng với cả những vận động viên đội tuyển lẫn phong trào. Rất hiếm khi bục trao thưởng của các giải marathon vắng mặt runner sinh năm 1990. Chân chạy quê Nam Định vốn là một kỹ sư cơ điện, tìm đến marathon gần 10 năm trước chỉ để có thêm sức khỏe theo đuổi công việc. Càng gắn bó, anh nhận ra bản thân có tiềm năng khi thành tích liên tục cải thiện. Không mất nhiều năm để tiến đến mốc full marathon sắc 3 giờ. Những năm 2017, Đan Quýt đã là runner có tiếng trong làng chạy. Tuy nhiên, anh chưa thể bứt phá do vẫn phải dành phần lớn thời gian cho công việc. Tháng 3 năm 2020, Quýt nghỉ hẳn công việc kỹ sư để theo đuổi ước mơ marathon bao gồm tập luyện, thi đấu và làm huấn luyện viên cá nhân. Giai đoạn này là lúc Quýt bùng nổ nhất. Anh tự tìm kiếm các video hướng dẫn tập luyện và áp dụng cho bản thân. Quýt điều chỉnh dần các giáo án này để phù hợp với thể trạng. Một ngày của runner 33 tuổi bắt đầu lúc 4 giờ với các bài tập kéo dài đến sáng. Sau đó là thời gian anh huấn luyện cho những người mê chạy. Tôi chọn theo đuổi chạy bộ thay vì công việc kỹ sư nên kỷ luật với bản thân là điều quan trọng. Ngày nào trời đẹp thì chạy nhiều, mưa thì chuyển sang máy. Tích lũy và chuẩn bị về kỹ thuật, thể lực, sức bền giúp tôi tự tin hơn khi tham gia giải, Đan Quýt nói. Đan Quýt là một trong những tay chạy hàng đầu của Việt Nam và không ngừng đối mặt với những thách thức. Nhưng cảm hứng và đam mê vượt qua khó khăn đã giúp anh tiếp tục phát triển và thành công trong sự nghiệp chạy bộ. Không còn làm kỹ sư đồng nghĩa với việc thu nhập chính của Đan Quýt sẽ đến từ việc huấn luyện và thi đấu tại các sự kiện marathon. Cũng vì thế, anh có mặt tại các giải với mật độ dày. Chỉ trong năm 2022, Quýt chạy khoảng 30 sự kiện khác nhau. Từ đầu năm 2023, chân chạy này cũng góp mặt tại 14 sự kiện, trung bình 2 tuần một giải. Tháng 3 là thời điểm anh chạy nhiều nhất với 3 giải tại Bình Dương, Biên Hòa và Lai Châu. Phần lớn trong số này, cựu kỹ sư cơ điện đều vô địch hệ phong trào. Nổi bật là thành tích full marathon 2 tiếng 37 phút 28 giây tại một giải đấu ở Hà Nội đầu năm 2022 và PR 1 tiếng 14 phút 6 giây khi chạy 21 km tại Bình Dương đầu năm nay. Người hâm mộ marathon dễ dàng nhận ra trong khoảng 2 năm qua, hiếm khi nào thành tích full marathon của Đan Quýt tụt xuống dưới 2 tiếng 50 phút hoặc half marathon dưới 1 tiếng 25 phút. Đây cũng là lý do nhiều đồng run gọi Đặng Anh Quýt là runner phong trào số 1 hiện nay. Lý giải cho sự ổn định này, runner 33 tuổi cho biết việc xuất hiện liên tục tại các giải đấu marathon mang đến cho anh cảm giác thích thú. Mỗi địa phương có một đặc trưng, điểm thuận lợi và khó khăn riêng khi chạy. Chẳng hạn tại VN Express Marathon Nha Trang, đường đua cực kỳ mát mẻ, nhiều cảm hứng khi kéo dài bên bờ biển thơ mộng nhưng thử thách vận động viên với những con dốc lên xuống liên tục, đòi hỏi phải thay đổi nhịp chạy, guồng chân. VN Express Marathon Huế lại là bài đua tốc độ khi đường chạy gần như bằng phẳng. Với Quýt, để chinh phục những giải khác nhau cần điều chỉnh chiến thuật khác nhau. Việc tìm hiểu đặc trưng của từng giải mang đến nhiều cảm hứng và giúp anh hoàn thiện thêm tư duy, chiến thuật, kỹ thuật thi đấu. Tôi thích cảm giác chạy và chinh phục những cung đường. Tôi luôn cố gắng vượt qua bản thân và thách thức bản thân. Đây là lý do tôi không ngừng luyện tập và thi đấu để giữ vững vị trí là runner phong trào hàng đầu Việt Nam, Đan Quýt nói. Đan Quýt cũng cho rằng việc giữ được sự ổn định qua nhiều năm còn nằm ở chiến thuật chọn cự ly. Thông thường, anh sẽ chọn xen kẽ thi đấu 21 km rồi đến 42 km để cơ thể không quá tải. Với những giải đấu cách nhau chỉ một tuần, Quýt phải bố trí lịch phục hồi nhiều hơn. Anh dành 1 đến 2 ngày sau giải để phục hồi, chạy nhẹ để cơ bắp thư giãn. Anh cũng dành thời gian gặp gỡ bạn bè để tinh thần thoải mái. Đến thứ tư hoặc thứ năm runner này mới tập các bài tốc độ khoảng 30 phút. Nếu thời gian giữa hai giải nhiều hơn, Quýt sẽ tập các bài dài từ 20 km đến 30 km. Trước khi chuyển hẳn sang marathon, Đan Quýt cũng từng có giai đoạn nửa năm vật lộn với chấn thương viêm cơn gan bàn chân, gân kheo, đau ống đồng thậm chí là tai nạn giao thông. Quãng thời gian rời xa đường đua là lúc anh nhận ra vai trò của chế độ tập luyện, thi đấu đúng cách. Để hạn chế chấn thương, anh cho rằng khởi động kỹ, căng cơ kỹ sau khi chạy bộ. Sau các bài tập nặng luôn cần một quãng tập nhẹ để cơ thể phục hồi. Runner này cũng ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày. Chấn thương là ác mộng với bất cứ vận động viên. Họ cần động lực nên cần phải thúc ép bản thân cố gắng hơn nhưng mọi sự thúc ép vẫn nên trong giới hạn chịu đựng của cơ thể. Runner cần biết lắng nghe cơ thể của mình, anh chia sẻ. Ngày 13 tháng 8, Đan Quýt sẽ tham gia VN Express Marathon Marvelous Nha Trang mùa thứ 2. Năm ngoái, anh là nhà vô địch hệ phong trào với thành tích 2 tiếng 46 phút. Để bảo vệ chức vô địch, runner sinh năm 1990 tập với khối lượng hơn 100 km mỗi tuần. Anh cho rằng mục tiêu vô địch tại VN Express Marathon đầy thách thức vì giải ngày càng thu hút được những runner chất lượng.